Ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Ngài ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34. Tiếp theo phần 2, di sản của Môi-se. Môi-se được 120 tuổi trong Phục Truyền chương 34 câu 7. Cuộc đời của Môi-se có thể được chia thành 3 lần 40 năm. 40 năm của ông ở trong Ai Cập, 40 năm ở tại xứ Midian và 40 năm dẫn Israel băng qua đồng vắng. Trong 40 năm đầu, Môi-se đã được dạy dỗ về tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Tôi có thể tạm gọi mà một đóng ngoặc là sự khôn ngoan của con rắn. Matthew chương 10 câu 16. Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ê-xíp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Công vụ chương 7 câu 22. Vào cuối 40 năm đó, ông bỏ trốn Ai Cập. Ông đã trải qua 40 năm sau đó như một người khách lạ kiều ngụ ở vùng đất Madian, nơi ông chăn bầy của cha vợ mình. Công vụ chương 7 câu 23 đến 29 trong Xuất Ê-xíp-tô ký chương 3 câu 1. Vào cuối 40 năm này, Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong bụi gai đang cháy và kêu gọi ông trở thành người lãnh đạo dân Israel của Ngài. Trong công vụ chương 7 câu 30, Xuất Ê-xíp-tô ký chương 3 câu 1 đến câu 10. Trong công vụ chương 7 câu 36 nói rằng, ấy là người đã đem họ ra khỏi làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ê-xíp-tô trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Liên hệ đến 3 lần 40 năm, một người nào đó đã nói điều gì đó như thế này. Trong 40 năm đầu, Môi-se biết rằng ông là một cái gì đó, ông có một cái gì đó. Hãy xem ở trong công vụ chương 7 câu 22. Môi-se học được cả sự khôn ngoan của người Ê-xíp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Trong 40 năm thứ hai, ông học được rằng ông không là gì cả. Xuất Ê-xíp-tô ký chương 3 câu 11. Môi-se bèn thưa rằng tôi là ai mà dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-xíp-tô. Trong 40 năm cuối cùng, ông đã học được rằng Đức Chúa Trời là tất cả, ngoài Ngài, ông không là gì cả và không làm được gì. Xuất Ê-xíp-tô ký chương 33 câu 12 đến 13. Trong 40 năm đầu tiên, Môi-se đã học được rằng ông có thể làm một cái gì đó. 40 năm thứ hai, Môi-se học được rằng tự ông không thể làm được gì cả. Trong 40 năm cuối cùng, ông học được rằng với Chúa, ông có thể làm được mọi sự. Chúng ta cũng phải học những bài học mà Môi-se đã học. Ở các trường học của thế gian, trường đời, chúng ta thường được dạy rằng chúng ta làm một cái gì đó. Nhưng trong trường học của Đức Chúa Trời thì ngay cả đôi khi trải qua những kinh nghiệm đau thương, chúng ta học được rằng chúng ta không là gì trong chính chúng ta. Và Chúa muốn trở thành tất cả ở trong chúng ta. Như Giăng Báp-tít nói, tôi phải bị hạ xuống và Chúa phải được tôn lên. Còn trong Giăng chương 15 câu 5 thì nói, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Galati chương 6 câu 3. Vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình tự dối mình. Giống như Phao-lô, chúng ta cũng được dẫn dắt để nói, tôi làm được mọi sự bởi đấng làm cho tôi mạnh mẽ. Philip chương 4 câu 13. Đây là phần trích dẫn ở trong biblestudium.de. Tiếp theo, những điểm tương đồng thú vị giữa Môi-se và Eli. Chúng ta thấy những điểm tương đồng thú vị nơi hai vĩ nhân của Đức Chúa Trời, Môi-se và Eli. Họ không ăn trong 40 ngày. Xuất Ê-xíp-tô ký chương 34 câu 28, Truyền chương 9 câu 8, Một Các Vua chương 19 câu 8. Cả hai đều trải qua những lần Đức Chúa Trời hiện ra với lửa và động đất. Xuất Ê-xíp-tô ký chương 19 câu 18, Một Các Vua chương 19 câu 11, 12. Cả hai đều ở trong khe hở của vầng đá. Xuất Ê-xíp-tô ký chương 33 câu 22, Một Các Vua chương 19 câu 9. Và họ cảm nghiệm được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sự kết thúc của hai tôi tớ của Chúa cũng thật đặc biệt. Môi-se được Đức Chúa Trời chôn cất và Eli được đưa lên thiên đàng. Và có vẻ như cả hai đều diễn ra gần Jericho ở trong Phục Truyền chương 34 câu 1, Hai Các Vua chương 2 câu 11. Chúng ta thấy Môi-se và Eli được liên kết với nhau vào cuối Cựu Ước, Malachi chương 4 câu 4 đến câu 6. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se mà ta đã truyền cho nó tại Horeb, tức là những luật lệ, những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái câu mà chúng ta hay dùng không phải chỉ Eli, nhưng Chúa có nhắc đến Môi-se nữa. Cả Môi-se và Eli đi đôi với nhau. Cả hai cùng xuất hiện với Chúa Giê-xu trên núi hóa hình, Ma-thi-ơ chương 17. Hai nhân chứng trong cơn đại nạn sẽ có quyền năng của Môi-se và Eli, Khải Huyền chương 11 câu 5 đến câu 6. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất. Lúc nào muốn làm cũng được cả. Chúng tôi dẫn trong biblestudium.de. Môi-se giống Chúa Giê-xu theo những cách nào? Một trong những bài phát biểu cuối cùng của Môi-se, ông đã đưa ra lời tiên tri về Đấng Mê-si như này trong Phục Truyền chương 18 câu 15.
Từ giữa anh em ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta, các ngươi khá nghe theo đấng ấy. Vị tiên tri mà Môi-se báo trước mang những đức tính này, ngài sẽ được Đức Chúa Trời cho sống lại, ngài sẽ đến từ giữa dân Israel, sẽ sống như Môi-se và mọi người cần phải lắng nghe và vâng lời ngài. Đấng tiên tri ứng nghiệm những lời này, đó là chính Chúa Giêsu Christ, giống như Môi-se. Bên bờ sông Giô-đan, người Do Thái hỏi Giăng Báp-tít về việc, hỏi ông về việc tại sao ông lại làm báp-têm. Họ hỏi, ông có phải là đấng tiên tri chăng? Giăng 1 câu 21 cho thấy họ đang tìm kiếm sự ứng nghiệm lời tiên tri của Môi-se qua câu hỏi đó. Giăng đã thông báo rõ ràng với họ rằng ông không phải là tiên tri, nhưng chỉ cho họ về đấng nhờ trong câu 26-27. Về phần ta, ta làm báp-têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Sự mô tả của Giăng về đấng Mêsi là một người ở giữa các ngươi. Điều này nhắc lại lời tiên tri của Môi-se rằng Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một vị tiên tri từ giữa anh em ngươi. Trong phục truyền luật lệ ký chương 18 câu 15, ngay ngày hôm sau, Giăng đặc biệt xác định Chúa Giêsu là đấng mà họ đang chờ đợi. Giăng 1 câu 29-31. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Trong bài giảng tại đền thờ, Führer khẳng định rằng Chúa Giêsu là nhà tiên tri giống như Môi-se. Trong công vụ chương 3 câu 22, Môi-se có nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều ngài sẽ phán dặn. Đây là trích dẫn từ trong phục truyền chương 18 câu 15. Ê-tiên nói trước tòa công luận ở công vụ chương 7 câu 37 rằng, ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta. Nó cũng trích dẫn Môi-se và áp dụng lời tiên tri này cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và Môi-se tương đồng theo một số cách. Môi-se như là một vừa là một nhà tiên tri vừa là một người ban bố luật pháp. Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu được nhiều người công nhận là một nhà tiên tri nói lời Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 21 câu 46. Họ bèn tìm cách để bắt ngài, song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn ngài là đấng tiên tri. Và ngài ban các điều răn để những người theo ngài phải tuân theo. Giăng chương 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Giăng 15 câu 12. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Câu 17. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Galati chương 6 câu 2. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Cả Môi-se và Chúa Giêsu là trung gian cho một giao ước giữa Đức Chúa Trời và loài người. Môi-se là giao ước cũ, xuất Ê-díp-tô ký chương 34 câu 27. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy chép các lời này vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Israel. Công vụ chương 7 câu 44. Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Và Chúa Giêsu trong giao ước mới, Luca chương 22 câu 20, khi ăn xong, ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Hebrew chương 9 câu 15, nhân đó ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Cả Môi-se và Chúa Giêsu đều được sinh ra trong thời kỳ nguy khốn. Và cả hai đều thoát chết trong một gang tấc khi bị một vị vua tìm giết những kẻ trẻ sơ sinh. Xuất Ê-díp-tô ký chương 1 câu 22. Pharaoh truyền lệnh rằng là những con trai người Hebrew mới sanh liệm hết cho xuống sông, con gái thì cho sống, liệm hết quăng xuống sông. Ma-thi-ơ chương 2 câu 16 đến 18 thì vua Herod truyền lệnh cho các bác sĩ và vua Herod bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức quá bèn sai giết hết thành con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ, những nhà thông thái đã cho vua biết. Cả Môi-se và Chúa Giêsu đều có mối liên hệ với Ai Cập trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 2 câu 1 đến câu 4 kể về việc người mẹ để Môi-se vào cái giỏ bằng mây và để ở trên sông. Còn trong Ma-thi-ơ chương 2 câu 13 đến 15 thì nói về việc thiên sứ cho Joseph biết ở trong giấc chiêm bao, nói rằng hãy dậy đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ê-díp-tô rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, bởi vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Rồi Joseph bèn dậy đưa con trẻ và mẹ đang ban đêm chạy trốn qua nước Ê-díp-tô, người ở đó cho tới khi vua Herod băng hà, hầu chứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. Môi-se sinh ra không nơi nương tựa, được đặt trong một chiếc giỏ rơm. Chúa Giêsu cũng được sinh ra ở trong máng cỏ. Israel ở trong Ê-díp-tô 40 năm nô lệ, Môi-se đến giải cứu họ. Chúa Giêsu đến với dân sự ngài sau 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng với dân sự của ngài, dân Israel.
Môi-se là con nuôi của Pharaon Ai Cập. Giê-tô ký chương 2 câu 10. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Và Chúa Giê-xu là con đấng tối cao. Luca chương 1 câu 32. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Môi-se đã trải qua 40 năm làm người chăn chiên. Giê-tô ký chương 3 câu 1. Môi-se chăn chiên cho Giê-trô, ông gia mình, tức là cha vợ mình, là thầy tế lễ tại Madian, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Horeb. Và Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên hiền lành, trong Giăng chương 10 câu 11. Ta là người chăn chiên hiền lành, người chăn chiên hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình, câu 14. Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, câu 15. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy, ta vì chiên phó sự sống mình. Cả Môi-se và Chúa Giê-xu đều được biết đến với sự hiền lành, Dân Số Ký chương 12 câu 3. Và Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian, và Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Môi-se và Chúa Giê-xu giống nhau ở chỗ cả hai đều dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời thoát khỏi cảnh bị phu tù. Với quyền năng vĩ đại, Môi-se đã dẫn dắt dân Israel thoát khỏi ách trói buộc và ách nô lệ về vật chất ở Ai Cập, đó là lò sắt Ai Cập. Và Chúa Giê-xu với quyền năng lớn hơn nữa về thuộc linh đã dẫn dắt những người được chọn của Đức Chúa Trời thoát khỏi ách trói buộc và sự nô lệ của tội lỗi. Môi-se đứng trước Pharaoh và nói hãy để dân ta đi. Xuất Ê-díp-tô ký chương 5 câu 1. Chúa Giê-xu đến để công bố như trong Luca chương 4 câu 18-19. Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Trong Chúa Giê-xu, luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát chúng ta, những kẻ thuộc về Ngài, luật của tội lỗi và sự chết. Roma chương 8 câu 2. Môi-se cũng giống ở Chúa Giê-xu là ở chỗ ông đã làm phép lạ, không phải tất cả các nhà tiên tri đều làm được. Một số phép lạ của Môi-se tương tự với phép lạ của Chúa Giê-xu, đặc biệt nhất là việc cung cấp bánh trong đồng vắng. Xuất Ê-díp-tô ký chương 16 câu 35. Dân Israel ăn mana trải 40 năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Có thể so sánh với việc Chúa Giê-xu cho 5.000 người ăn trong Giăng chương 6 câu 1 đến câu 13. Thật vậy, sau khi Chúa Giê-xu hoa bánh và cá, suy nghĩ của dân chúng là chạy ngay đến với lời tiên tri của Môi-se trong Giăng chương 6 câu 14. Những người đó thấy phép lạ Chúa Giê-xu đã làm thì ngó rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Theo một cách khác mà Môi-se giống như Chúa Giê-xu ấy, đó là ông có những cuộc trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô ký chương 33 câu 11. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Chúa Giê-xu cũng có một mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 11 câu 27. Mọi việc cha đã giao cho ta, ngoài cha không ai biết con, ngoài con và người nào con muốn tỏ ra cùng cũng không ai biết cha. Trong Giăng chương 10 câu 15. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy, ta vì chiên ta phó sự sống mình. Khi Môi-se đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khuôn mặt của ông tỏa sáng với vinh quang trên trời và phải được che bằng một tấm màn che. Trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 34 câu 29 đến 35 thì chúng ta nhớ đến sự hóa hình của Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 2, Chúa Giê-xu biến hóa trước mặt các người ấy, mặt ngài sáng loà như mặt trời, áo ngài trắng như ánh sáng. Có một cách quan trọng khác mà Môi-se giống như Chúa Giê-xu là ông không ngừng cầu thay cho dân sự mình. Khi dân sự phạm tội, Môi-se đã luôn sát cánh, sẵn sàng thay mặt họ cầu xin với Đức Chúa Trời và xin Ngài tha thứ cho họ. Sau sự thờ hình tượng trắng trợn ở dưới chân núi Sinai liên quan đến con bò vàng, Môi-se đã cầu thay hai lần cho dân chúng trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 32, câu 11 đến 13, câu 30 đến 32. Và những lúc khác cũng cần đến sự cầu thay của ông trong Dân Số Ký chương 11, câu 2, 12, câu 13, chương 21, câu 7. Sự cầu thay của Môi-se chỉ là tạm thời, nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta là đời đời. Trong một Giăng chương 2 câu 1, nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức đấng công bình. Chúa Giê-xu hiện đang ở bên hữu Đức Chúa Trời và cũng đang cầu thay cho chúng ta. Roma chương 8 câu 34, ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu luôn luôn sống để cầu thay cho chúng ta. Hebrew chương 7 câu 25, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Môi-se không chỉ là người cầu thay cho dân sự của Đức Chúa Trời mà còn giống như Chúa Giê-xu. Ông sẵn sàng chết vì họ trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 32 câu 32. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Môi-se hiến mạng sống của mình để đổi lấy những người dân sự đang phạm tội. Chúa Giê-xu nói trong Giăng chương 15 câu 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Và Chúa Giê-xu đã chứng minh tình yêu thương của Ngài khi Ngài hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta.
1 Giăng chương 3 câu 16. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Hãy xem Giăng chương 10 câu 15. Cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy, ta vì chiên phó sự sống mình. Giao ước của Đức Chúa Trời lần đầu tiên được trao cho Môi-se, giao ước của Đức Chúa Trời cũng được hoàn tất ở trong Chúa Giê-xu. Giê-xu ngài phán rằng, ta đến để làm trọn luật pháp. Môi-se là tác giả của luật pháp, Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Môi-se đã ban hành luật pháp, Chúa Giê-xu đã hoàn thành luật pháp. Luật pháp là thầy giáo dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Trong Ca-la-ti chương 3 câu 21-26. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa, vì chương anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Môi-se là người trung bảo đầu tiên, Chúa Giê-xu Christ là Đấng trung bảo cuối cùng. Môi-se mang theo hòm giao ước và đền tạng nơi chứa đựng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không giới hạn trong 4 bức vách hay là nơi thánh. Môi-se xây dựng lều tạm, đền tạm theo bản mẫu nơi thánh thật ở tại thiên đàng. Chúa Giê-xu Christ, ngài đến để phá đền thờ về thuộc thể và dựng một đền thờ bởi thân thể ngài sống lại. Môi-se dựng đền tạm, Chúa Giê-xu dựng đền thờ của thân thể chúng ta. Môi-se đã dựng một cây sào trong đồng vắng, có con rắn đồng, treo con rắn đồng, nhưng ai nhìn vào đó sẽ được cứu khỏi cái vết rắn cắn. Chúa Giê-xu đã bị treo trên thập tự giá, tội lỗi chất trên ngài. Ngài đã chết vì tội lỗi, và tất cả những ai nhìn con và tin con được cứu khỏi tội lỗi và được sự sống đời đời. Môi-se đầu tiên khởi xướng chiên con lễ vượt qua để hấp thụ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là chiên con vượt qua cuối cùng và cuối cùng đã hấp thụ hoàn toàn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bởi tội lỗi một lần đủ cả. Chiên con của lễ vượt qua của Môi-se đơn giản hình bóng của chiên con của lễ vượt qua sắp tới là được ứng nghiệm trong Đấng Christ. Môi-se biến nước thành máu, Chúa Giê-xu đã biến nước thành rượu. Môi-se không kết hôn với một người Do Thái hoàn toàn, mà đó là một người nữ Madian, không phải là người Do Thái, nhưng được trở thành người ghép vào cơ nghiệp của dân Israel. Chúa Giê-xu sẽ kết hôn với hội thánh, vốn không hoàn toàn là người Do Thái, mà được ghép vào cơ nghiệp cứu rỗi của dân Đức Chúa Trời. Môi-se dẫn dân sự của mình đến đất hứa nhưng không được vào. Chúa Giê-xu dẫn dân của ngài đến đất hứa tốt đẹp hơn, đó là nước thiên đàng, khiến chúng ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó chúng ta sẽ được đưa vào đất hứa đời đời tối thượng, đó là thiên đàng. Trong khi dân Israel đang chết vì khát trong sa mạc, Môi-se đập vào một tảng đá và từ cái đập vào hòn đá đó thì nước phun ra làm dịu cơn khát của họ. Tương tự vậy, trong khi chúng ta đang chết vì cơn khát tâm linh trong sa mạc của sự xa lánh thuộc linh khỏi Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã đè cho một tảng đá tốt hơn bị giáng, bị đánh bởi tội lỗi của chúng ta. Vào tảng đá, Chúa Giê-xu từ cú đánh đó phun nước ra, nước hàng sống được phun ra từ tảng đá Chúa Giê-xu để làm dịu cơn khát tâm linh của chúng ta vì xa nhà Chúa. Chúa Giê-xu bảo rằng nếu ai tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng người. Bởi đức tin đó là công tắc để mở mắt chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị đánh, bị đập và bị chết trên thập tự giá. Tại thập tự giá Chúa phán rằng mọi việc đã hoàn tất, mọi việc đã xong rồi. Có một tảng đá đã bị đập, đó là chính Chúa Giê-xu. Nước hàng sống cứ tuôn ra như vậy. Và lời Chúa Giê-xu bảo rằng nếu đức tin chúng ta giữ được nguyên vẹn thì nước hàng sống đó sẽ chảy trong lòng mình, chảy trong lòng chúng ta. Và tảng đá đó đi theo chúng ta, là dân sự của Đức Chúa Trời luôn luôn trong mỗi một ngày. Và đó là qua đó mà chương trình của Đức Chúa Trời được hình thành trong chúng ta. Để chương trình của Đức Chúa Trời ấy là muốn chúng ta được là những cây của Đức Chúa Trời ngài trồng trong vườn của ngài để cho ngài được vinh hiển. Và Môi-se đã làm cái bước đề ra luật pháp để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ là điểm cuối cùng kết thúc. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn ngài, lời của ngài thật là kỳ diệu quá cho chúng con. Xin giúp đỡ để chúng con không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng trở thành người làm theo lời, người bước theo Chúa, người lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, để cho chúng con được giống như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết. Con cảm ơn ngài.